Lạ lùng dịch vụ gửi thú cưng đi nhà trẻ sang chảnh ở Hà Nội. 7 giờ sáng, chú chó giống Samoy tên xe đạp nặng hơn 30kg được chị Vũ Ngọc Minh Hà, 27 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội đưa đến gửi lớp mẫu giáo gần nhà. Sau bữa sáng được chế biến từ rau và thịt, xe đạp chơi cùng các bạn, tắm bể bơi, ngủ trưa 2 tiếng, thưởng thức qua chiều, đi dạo đợi đến 18 giờ được chủ đón về. Hôm nào bận, chị Hà gửi chìa khóa cho nhân viên trung tâm, đưa chú chó xe đạp về tận nhà. Mỗi ngày đến lớp của xe đạp đều diễn ra như vậy suốt 3 năm qua, mức học phí trung bình là 4 triệu đồng một tháng. Tùy những tháng cao điểm, thú cưng buộc gửi lại lớp qua đêm, mức giá tăng lên 5 triệu đồng. Cách đây 3 năm, cơ sở chăm sóc thú cưng của anh Tạ Quốc Hải, 29 tuổi, Hà Nội bắt đầu phát triển dịch vụ gửi thú cưng đi nhà trẻ. Trung tâm có 6 phòng, có phòng dành riêng cho mèo. Lớp học nhận cún từ 3 tháng tuổi với điều kiện khỏe mạnh, đã tiêm phòng đủ các loại vaccine. Theo anh Hải, các lớp học duy trì thường xuyên 50 chú chó, học từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần ở nhà chơi hoặc đến lớp tỉa lông tập bơi. Mức học phí phụ thuộc vào cân nặng của thú cưng, trung bình từ 150.000 đến 250.000 đồng một ngày, khoảng 3 đến 5 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm chi phí đưa đón.